Nhím cơ hết cả. 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 Nhím cơ hết xem phim đánh bài vừa đấy hay mà. Còn một nút nữa. Đó. Ở dưới chân này. Nào, nào, nào. Vâng. 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 Anh đang có hai số phim và hai số không. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 6 chương trình với giá trị thế giới là 1 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Bạn có biết HG là tín hiệu hóa học của chất gì? Rất nhanh, đó là người chơi. Số 4 anh tìm hiểu xin mời. Bản thân cho tôi thì HG là tín hiệu hóa học của bạn. Chủ nhân. Của bạn. Câu trả lời của anh là bạn. Và câu trả lời của tôi đó là đáp án. Chơi chắc. Người chơi của bạn. Chào ơi. Rất nhanh, đó là Bình Trang, xin mời bạn. Theo tôi thì HG là tín hiệu hóa học của tỉnh đất. HG là tín hiệu hóa học của tỉnh đất. Trời ơi, không nhiều thế. Tớ mến bạn lắm ý. Thế nhìn thấy bạn là tớ cười đấy. Ôi giời ơi, sao lại gặp bạn thế nhỉ bạn này. À bạn này là xinh xinh ơi. Bạn có cái mũ nào đẹp thế. Nó đi theo anh. À chế. Thế bạn đi à? Con nói chuyện với bạn đi. Chứ không ăn con nói gì với bạn à? Ôi, chị mở nhạn, xe cô. Cháu đang nói chuyện này. Chứ con nói tiếp đi. Thế là bạn ơi. Bạn yêu quý ơi. Chúng là chúng mình đi chơi nhé. Chúng mình đi chơi với nhau nhé. Dấu chân trên giải trường sơn. Chính xác. Thế chứ mẹ bảo chính xác. Chị biết rồi. Đang làm trên giải trường sơn. Tớ đang nói chuyện nè. Bạn nói to thế. Tớ nói chuyện thôi. Thực ra mà nói thì trong đánh bạn được gục, đánh được bạn sướng quá. Là 1 triệu 100 nghìn đồng tài khoản của mình. Tớ có nơ à? Anh nơ gì chế hả mẹ? Nơ điệu chứ. Không nhìn được chung vào đấy đâu. A pa pa pa. Nhìn bố kìa. Bố gọi mình kìa. A pa pa pa. Đây. Bố đấy à? Thôi nhá, không nào. À này bạn này. Bạn ơi. Bạn ơi. Là gì? Nhanh tay quá, đó là gì? Phù Hương thì đã bất ngờ và hỏi này. Bất tin tập lại không ạ?